Thì trên kênh DT Vlog thì tôi cũng giới thiệu ba cái đầu này rồi, thì cũng khá là ít bạn xem và cũng khá là ít bạn viết về kênh DT Vlog. Thì về sau tôi sẽ giới thiệu cái kênh này cho anh em xem, nhưng mà chủ đề chính là quay ba cái đầu này, cái đầu kia đất này. À, hồi trước tôi cũng đã quay buổi tập múa của anh em tôi rồi, nhưng mà thực sự anh em chưa nhìn thấy đuôi vì đuôi tôi chưa mua, và cái nữa là anh em nó tối quá anh em chắc không nhìn rõ đâu, nên là hôm nay tôi sẽ quay khoảng sáng lẽ xong rồi còn quay 1080p á, không nên nằng nhằng lên thì lên tôi sẽ mang tôi sẽ mang cái đầu đỏ xuống để cho anh em xem nha. Ok nhá, làm bằng mây đó, rất là để chắc đúng không? Đó, anh em biết nó dính bằng cái gì không? Ly lông với lông 502 với keo lết. Đây là cái mồm của nó. Đó, đây tôi sẽ để cái chỗ này cho anh em xem nha. Từ tôi tắt cái máy quay. Vâng, xin giới thiệu anh em, đây chính là mặt chính của cái đầu đỏ á. Đó, đường lông hơi bị ấy. Lông này lông nhân tạo nha anh em. 1.3 triệu móc đâu ra mà lông à. Lông cừu. Và đây chính là cái đuôi. Đó. Và đây anh em biết đây cái gì không? Đây người ta gọi là cái mũa chứ không phải cái ấy đâu anh ạ. Đây người ta gọi gọi cái mũa. Và đây chính là chiếc điện thoại của tôi đang quay. Oh yeah. Mũa xong rồi kia lên tôi sẽ chuẩn bị con ca lông cho anh em. Ok. Đây chính là cái sừng. Review anh em từ đít đến đầu, từ đầu đít luôn. À, đây chính là cái sừng rất là đẹp, rất là đẹp. Và đây chính là cái mũ ấp tôi giới thiệu. Và đây chính là cái tai đầu tiên giật được cơ, nhưng mà về sau bọn tôi đem ra múa nhiều quá, thế là có thằng nó giật đứt cả dây tai, nên là bọn nó dính cái này vào. Đấy, bọn tôi buộc cái này vào này, xong bọn nó lối cả hai cái tai vào với nhau để cho nó như này, nó không giật được nữa đâu. Nhưng mà nó lại chắc được như này, giữ được cố định như này anh em. Đó. Và đây chính là cái mắt. À, cái mắt này thì ấy rất là đẹp. Nó vẽ xong rồi nó có mấy cái họa tiết đây này. Đấy. Và tôi sẽ chớp mắt cho anh em xem nha. Ok anh em. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ chớp mắt cho anh em xem. Trời ơi, to quá. Thực sự cảm giác này rất là lạ luôn nhỉ. Lạ luôn. Lần đầu tiên mà tôi phải thuê 3-4 hai cái xe máy để mặc kệ cả ba cái đầu. Đây mình sẽ chớp mắt cho em xem. Cảm ơn. Ok anh em. Rất là lặng luôn. Nhìn tổng thể nhìn rất là đẹp anh em. Tôi sẽ chụp một tấm hình. Chụp một tấm hình về chiếc đầu kỳ lân. Rất là đẹp. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ review với anh em cả hai cái đầu nữa. Nhưng mà tôi sẽ không mang xuống bởi vì thật sự cầm cái này để lên đây đã mệt. Thật sự cái đầu đỏ cầm cái đầu đỏ để lên đây đã tốn bao nhiêu cái công sức, tốn bao nhiêu cái thể tích trong người, không có sức rồi. Đây tôi sẽ quay tổng thể thôi chứ tôi sẽ không đem nó xuống.
xin giới thiệu với anh em, đây chính là tổng thể của chiếc đầu xanh. Và cũng như thế thì cũng là đây chính là cái tổng thể của chiếc đầu vàng. Cũng khá là ok chứ. Nhìn như này trong máy quay thôi. Em nhìn này trong máy quay nhưng nhìn ra ngoài đời nó khá là to. Tôi, anh em xem một chiếc là tôi có quay video về buổi tập múa của tôi rồi. Anh em thấy nó rất là to. To. Tôi vãi, hai cái đầu thì tôi mua 1 triệu. 1 triệu. Bằng cũng bằng mấy ấy, à cũng bằng mấy ấy. Đấy. Bằng mấy hết nha anh em. Mấy ông này ông làm ông bảo đây là dùng tôi chịu ấy. Ok. Và nó cũng có cái này. Và nó cũng có cái dâu khá là dài và đẹp. Mượt. Ở đầu ấy cũng dĩ thời giới thiệu ấy em, đây chỉ là cả hai cái đầu này nó đều là lông nhân tạo hết, móc đâu ra lông kiểu. Ok anh em. Bây giờ tôi đã quay hết tôi đã quay xong 3 cái đầu. Đó, 3 cái đầu trên tỉnh trong là tôi. Thì mấy thằng đầu tiên nó không chấp nhận cho tôi quay thôi, mà tôi cứ nhén tôi quay thôi. Bây giờ bọn nó đang ở dưới nhà, bọn nó đang xem cách múa ghi lân. Bọn này nó rất là nghiện múa ghi lân luôn. Năm trước thì tôi sẽ công khai năm trước tôi múa được bao nhiêu. Năm trước thì tôi múa được 10 triệu. Năm nay tôi sẽ cầu mong trần thần thánh thiên độ độ họa cho tôi múa được 20 triệu. Thứ nhất để trả tiền đầu, thứ hai là chia. Ok, và cảm ơn các bạn xem video của tôi. Các bạn nhớ like, share, subscribe, ủng hộ trên channel của tôi. Bye bye mọi người. Yo yo.